Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng bộ sản phẩm nữa là bộ hoành phi câu đối. Bộ này là bộ hoành phi câu đối phẳng bằng chất liệu gỗ vụ. Trong clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu hoành phi rồi, thì trong clip này chúng tôi giới thiệu một bộ hoành phi câu đối phẳng, này là nền gấm và nét chữ là nét chữ bom. Câu đối này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 5 phân. Hàng này là hàng đặt của khách hàng Hải Phòng. Câu đối này một bên chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh để đối với nhau. Phía dưới thì chúng tôi chạm nghê, còn bên trên thì chúng tôi chạm Phượng Hoàng. Đây là mẫu phổ thông của chúng tôi, khác với cái mẫu mới nhất mà chúng tôi mới ra trong clip trước là bộ hoành phi lồng cuốn thư. Thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Và bức hoành phi này chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, xen kẽ là tứ quý bốn mùa, xung quanh chúng tôi chạm chữ công. Toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 4 phân, khung tranh chúng tôi làm dày 8 phân, to 10 phân. Đây là hàng đặt, hàng siêu dày. Chúng tôi còn rất nhiều các cái bộ bình thường, ván 2 phân, ván 3 phân. Và bộ này chúng tôi làm dày lên là ván 4 phân theo yêu cầu của khách. Thì trước khi đi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt. Và cơ sở Đồ Gỗ Online cũng khuyên quý khách là không nên mua hàng hoàn thiện sơn có sẵn, vì quý khách không thể biết được chất liệu của gỗ và xuất xứ của gỗ. Quý khách nên kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Thì video đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Địa chỉ ở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Gần đây chúng tôi đang làm rất nhiều các cái đơn hợp đồng đồ thờ cúng bằng gỗ cho nhà thờ, cho đình phủ, miếu mạo. Đồ gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như hoành phi, cuốn thư câu đối, khám thờ, ngai thờ và tượng thờ. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.